Hello, chào tất cả các bạn nhé. Mình là Nắng Chiều Vlog đây. Hôm nay mình lại quay lại, mình đã quay clip lại cho các bạn xem này. Và đây là hồ cá hy sinh của mình mới làm từ tuần trước. Mà nước nó vẫn trong các bạn. Các bạn thấy ở dưới có một lớp cá không? Đó, đây là cá beta của ngoài này, mình thả vô cho nó đẹp. Đây mấy con bảy màu nha. Nó nghĩ sao nó không cắn nhau các bạn, nó rất là hòa thuận, nó sống rất là hòa thuận nha. Đấy. Anh beta trống này nhỏ hơn em beta mái là bị ăn hiếp suốt rồi. Đấy. Đây các bạn thấy không? Mấy em bảy màu thì hiền rồi, không có làm gì hết. Được chị beta mái bảo kê thấy không? Thấy mấy em bảy màu khá là đẹp. Đấy. Thì những con lép trước mình cũng đã quay, mình nuôi nó trong vùng xốp. Mà do trời mưa quá nên là mình trời mưa các bạn, cái nước mưa nó vô cái có cái kim loại nặng với mấy cái chất axit đồ, cái chết nhiều quá mình đem nhà mình nuôi luôn. Đấy, giờ thì nó cũng còn ít lắm. Đây con cá bảy màu mái nó đang có bầu nè. Đấy, đây là cái nền cát với nền sỏi trong cái cát các bạn, mình lọc ra mình bỏ vô cho nó kiểu như là lọc nước cái lẽ nó có vi sinh đó các bạn. Đấy, mình bỏ con cốc giả vô để cho nó đẹp. Và mình có ghim một cọng rong với cái chân cốc cho nó bán rễ đó. Chị beta mái ăn hiếp anh beta trống rồi. Vài bữa nữa em beta trống sung lên á, là chị beta mái tới công chuyện. Đấy, giờ trời mưa các bạn, nó tới hôi rồi, thấy không? Đó. Này mình quay cho bạn xem một tí nữa nha. Này các bạn thấy không? Thì clip xong mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái hồ thủy sinh như thế này nha. Đây, các bạn xem lại hồ cá mình nha. Ở dưới có lớp sỏi. Thì mấy bạn nào muốn cây thủy sinh nó tốt quá, các bạn bỏ phân nền vô nè. Phân nền là cái mà mình mua ngoài tiệm cá các bạn. Đó, mình mua khoảng 1 kg mình để dành thì mình sẽ xài được lâu. Rồi bye bye các bạn nha, bye bye.